những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine trong 24 giờ qua. Lính Nga thả khói che tầm nhìn kron Ukraine. Nga Ukraine tiếp tục giao tranh ác liệt trên tiền tuyến. Rộ tin thủ lĩnh Shekhnia Gramsan Kadyrov khó tiếp tục sống, Điện Kremlin vội phá tìm gây thế chân. Của đội Nga phải trả cái giá khủng khiếp khi tấn công vào mặt trận Novo Mikhailovka. Ông Putin hợp khẩn lúc 3 giờ sáng trước tin đến chủ Mỹ và Pháp ô ạt đổ bộ vào vùng Odessa của Ukraine qua cửa ngõ Romania. Thiên Yến mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, lực lượng hóa học Nga triển khai phương tiện tàu khói để ngăn tròn Ukraine phát hiện các đơn vị đang tiến công. Video được kênh Telegram Isnaka của Nga công bố vào ngày 21 tháng 4 cho thấy lực lượng của nước này dùng xe chuyên dụng thả màn khói lớn trên khu vực bằng phẳng gần làng Belokorovka, phía tây của thành phố Severodonetsk và Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk để che khuất các đơn vị đang tiến công khu dân cư này. Lính hóa học thuộc cánh quân phía nam Yerk hỗ trợ các đơn vị tiến công, lần này họ sử dụng màn khói để ngăn lực lượng vũ trang ukraine thả chim lên trời để phát hiện chuyển động của các đơn vị nga kênh isnaka đề cập đến phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ ron video do ron của nga ghi lại cho thấy khoảng một chục phương tiện phun ra những vạt khói trắng chúng sau đó hợp nhất thành một đám mây che phủ mặt đất kênh isnaka cho biết các đơn vị của nga sau đó chiếm được nhiều cứ điểm của ukraine trên đường tiến về khu dân cư theo biên tập viên Hoa Adman của TWJ, video cho thấy cái nhìn cận cảnh về cách xe thả khói TDA3 của Nga vận hành. Phương tiện này sử dụng khung gồm xe tải 6x6 /6 và chỉ cần hai người vận hành. Cô đội Nga từng thả khói để che giấu hoạt động chuyển tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tới Syria vào năm 2018. Họ cho biết màn khói này sẽ làm mù bất cứ camera quan điện nào và có thể vô hiệu hóa một số camera hồng ngoại tùy thuộc vào thành phần hóa chất và cấu trúc của màn khói. Trong cuộc xâm lược Ukraine, lực lượng Nga nhiều lần sử dụng màn khói để che tầm nhìn camera trên drone tự sát góc nhìn thứ nhất FPV và drone trinh sát chỉ thị mục tiêu cho pháo binh. Màn khói mà họ thả gần làng Belokirovka được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Admin nhận xét, nếu khói che khuất các đơn vị đang tiến công, FPV không thể lao xuống tập kích và drone trinh sát không thể xác định chính xác vị trí mục tiêu cho pháo binh. Trong lúc đạn pháo khang hiếm, Ukraine không thể xả đạn cầu mây. Drone ngày càng trở nên phổ biến trong chiến sự nga-Ukraine và gây thiệt hại đáng kể cho cả hai bên tham chiến. Điều này sẽ khiến chiến thuật thả khói diện rộng trở nên phổ biến trên chiến trường. Nga đang tiến công về phía tây và có thể sẽ thu được nhiều lợi ích nhất khi sử dụng chiến thuật này. Adman kết luận. Bên cạnh các biện pháp chống trôn công nghệ cao, những giải pháp cơ bản như tạo ra mạng khói để che giấu các đơn vị vốn xuất hiện từ những năm 1.500 trước Công nguyên, rất có thể là biện pháp hiệu quả nhất. Nga, Ukraine tiếp tục giao tranh ác liệt trên tiền tuyến. Theo thông báo trên, trong 24 giờ qua, lực lượng của Nga đã đẩy lùi 10 cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine trên các mặt trận khác nhau ở Donetsk, phá hủy pháo binh và máy bay MiG-29 của đối phương, đồng thời nhắm mục tiêu vào các hệ thống tên lửa phòng không cũng như các phương tiện và thiết bị quân sự khác. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 194 máy bay không người lái của Ukraine cùng 8 tên lửa từ hệ thống phóng tên lửa HIMARS và Hurricane. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine AFU đưa ra báo cáo cho biết trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã có 65 cuộc giao tranh với quân đội Nga trên mặt trận tiền tuyến. Quân đội Ukraine đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga theo các hướng Kobiansk, Kherson và Novo-Pavlivka. Lực lượng không quân Ukraine cũng tấn công 9 khu vực tập kết binh sĩ và thiết bị của Nga. Người phát ngôn lực lượng hải quân Ukraine, ông Dmitry Blitenshev, cũng cho biết họ đã tấn công và làm hư hại tàu cứu hộ Komenna thuộc hạm đội biển đen của Nga. Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi về thông tin này. Trợ tin thủ lĩnh Chetnia Ramzan Kadyrov khó tiếp tục sống, Điện Kremlin vội vã tìm người thế chân. Điện Kremlin rất có thể đã quyết định người kế nhiệm đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov, Abdi Alodinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Kamot của quân đội Chechnya. Đây là kết quả của một nghiên cứu do Novaya Gazeta Europe thực hiện. Vào ngày 16 tháng 4, Tổng thống Putin ký lệnh bổ nhiệm ông Aladunov vào chức vụ Phó Cục trưởng Tổng cục Công tác Quân sự, Chính trị của Bộ Quốc phòng Nga. Các nhà nghiên cứu của ấn phẩm gọi cuộc hẹn này là bàn đạp cho sự nghiệp quy hoàng trong tương lai của Abdi Alodinov. Tờ báo kể lại rằng vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, một đại hội của Đảng chính trị nước Nga thống nhất đã được tổ chức tại Moscow. Tại đó, các đại biểu ủng hộ việc Vladimir Putin ứng cử nhiệm kỳ tổng thống thứ năm. Aladinov cũng phát biểu tại đại hội. Đặc biệt, ông nói về các giá trị truyền thống và tôn giáo. Bài phát biểu này của Abdi Aladinov là tín hiệu quan trọng đầu tiên cho sự thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp của ông, bài báo viết. Vào tháng 1 có thông tin cho rằng Aladinov là người thân tín của Putin trong cuộc bầu cử tổng thống. Vào tháng 3, Aladinov đã hoàn tất thành công các cuộc đàm phán về việc chuyển 3.000 binh sĩ của tập đoàn Wagner sang đơn vị đặc biệt Atmat do ông đứng đầu. Và vào tháng 4, ông được bổ nhiệm làm giảng viên chính trị tại Bộ Quốc phòng Nga. Tin tức này xuất hiện ngay sau khi các phương tiện truyền thông Nga cho rằng tình trạng sức khỏe của lãnh chúa Chechnya Gramsan Kadyrov, người được các bác sĩ chẩn đoán là hoại tử tuyến tụy, không còn hy vọng hồi phục hoàn toàn. Cũng có thông tin cho rằng, vào năm 2023, Kadirov đã bị hôn mê và dùng quá liều thuốc an thần mà ông có thể uống do đầu dữ dội và mất ngủ. Các nguồn có ấn phẩm cho rằng, các bác sĩ sau đó đã cố gắng ổn định tình trạng của Kadirov, nhưng kết quả kiểm tra não của Kadirov đã khiến người thân của Kadirov rơi vào trạng thái trồng cảm. Quân đội Nga phải trả cái giá khủng khiếp khi cố gắng tấn công vào mặt trận Nivo Mikalovka. Nga đã mất hơn 250 xe bọc thép để chiếm ngôi làng cỡ nhỏ Novo Mikalovka, trận chiến giành ngôi làng nhỏ, nơi trước chiến tranh đã có khoảng 1.500 người sinh sống, kéo dài 6 tháng. Một bản đồ tương tác gần đây đã được xuất bản, trong đó hiển thị tất cả các xe bọc thép của Nga bị đốt cháy ở đó. Lính đặc nhiệm Ukraine đếm được 314 xe tăng, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh. Các nhà quan sát độc lập ước tính con số này là 263. Họ chỉ tính đến những phương tiện bị phá hủy được ghi lại trên hình ảnh hoặc video. Tính đến ngày 22 tháng 4, lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát một phần Novo Mikhailovka, quận Borovsky, vùng Donetsk, 15-20% lãnh thổ. Điều này đã được chỉ huy lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 79, nêu trong một cuộc phỏng vấn với một nhà báo TSN đăng trên kênh Telegram Korkoski quên. Sĩ quan quân đội Ukraine cho biết giới chỉ huy Nga liên tục đặt ra thời hạn mới để đánh chiếm ngôi làng này. Đầu tiên là đến tháng Giêng, sau đó đến tháng 2 và tháng 3, nhưng họ đã không thực hiện được. Chỉ huy lữ đoàn Ukraine cho biết các đội tấn công Nga đang liều lĩnh với các cuộc tấn công bằng thịt. Hiện có khoảng 10 đơn vị quân đội đang hoạt động ở Novo Mikhailovka, hai lữ đoàn và 8 trung đoàn. Chỉ huy lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 7 Ukraine lưu ý rằng, Phần Lan mà Nga chiếm được nằm dưới sự kiểm soát khỏa lực của lữ đoàn 79. Trước đó, vào ngày 14 tháng 4, các binh sĩ của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 79 đã đẩy lùi cuộc tấn công ở Novo Mikhailovka, chiếu trên video sự tiêu diệt của ít nhất 30 kẻ xâm lược. Trước đó, ngày 28 tháng 3, các binh sĩ lữ đoàn bộ binh cơ giới 79 đã đánh chặn một đợt tấn công khác của binh sĩ Nga ở Novo Mikhailovka 2 giờ trước khi trận chiến bắt đầu. Ông Putin họp khẩn lúc 3 giờ sáng trước tin lính dù Mỹ và Pháp ồ ạt đổ bộ vào vùng Odessa của Ukraine qua cửa ngõ Romania. Mới đây, một số kênh quân sự của Nga báo cáo rằng một lượng lớn lính dù của Mỹ và Pháp đã đổ bộ vào vùng Odessa của Ukraine thông qua cửa ngõ Romania, quốc gia thuộc Liên minh quân sự NATO. Thông tin này trùng khớp với tin tức từ Bộ Quốc phòng Mỹ khi ngũ giác đài tuyên bố triển khai lính Mỹ vào Romania. Tin tức này cũng theo sau ngay người phát ngôn ngũ giác đài, Thiếu tướng Ryder cho biết Mỹ đang xem xét gửi thêm cố vấn quân sự tới Đại sứ quán của nước này ở Ukraine. Theo Politico, động thái mới nhất này thể hiện cam kết của Mỹ với Ukraine khi Nga dường như đang lấy lại động lực trong cuộc xâm lược kéo dài hơn 2 năm, một video lan truyền trên mạng xã hội, xuất phát từ các nguồn quân sự Nga đưa tin, tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhóm họp khẩn cấp vào lúc 3 giờ sáng ngày 22 tháng 4. Đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe hộ tống ông Putin chạy khẩn cấp tiến tới điện Kremlin. Mới đây, Oleksiy Koncharenko, một nghị sĩ cấp cao của Ukraine và là quan chức đại diện cho thành phố Odessa trong Quốc hội Ukraine, Và tháng trước cho biết Pháp đang xem xét việc triển khai lực lượng quân sự tới các khu vực của Ukraine giáp biên giới Belarus và các cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra hiệu quả. Theo nghị sĩ Ukraine, các nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, nhà lãnh đạo Pháp rất quyết tâm đưa quân tới Ukraine, nhưng số lượng binh sĩ vẫn đang được thảo luận. Theo Ria Novosti, tờ báo NZZ của Thụy Sĩ, ngày 7 tháng 4 đã đưa ra 4 kịch bản có khả năng xảy ra nhất – trong trường hợp pháp sử dụng quân đội trong cuộc xâm lược ở ukraine kịch bản đầu tiên pháp triển khai một đội quân ở phía bắc của kiev nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công từ mũi belarus tờ nss cho rằng trong kịch bản này các đơn vị của lực lượng vũ trang ukraine sẽ có thể chuyển đến mặt trận phía đông và phía nam kịch bản thứ hai quân pháp sẽ đóng vai trò dự bị theo hướng saborisia và cố gắng ngăn chặn những bước đột phá của lực lượng vũ trang nga kịch bản thứ ba quân đội Pháp sẽ được bố trí ở phía bắc Odisha để bảo đảm an ninh cho những cảng biển quan trọng. Quân đội không có dấu hiệu giảm bớt việc triển khai tới châu Âu khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục diễn ra. Thông tin từ Mỹ, tuần trước, Ngũ Giác Đài thông báo rằng khoảng 3.400 binh sĩ thuộc đội chiến đấu lữ đoàn bộ binh số 3 của Sư đoàn dù 101 sẽ tới Đông Âu cùng với 200 binh sĩ từ Sở Chỉ huy Sư đoàn dù số 82 các quan chức quân đội cho biết các đơn vị này sẽ triển khai chủ yếu tới Romania cũng như ở Đông Nam châu Âu và tới khu vực Bắc Cực của lục địa này, bao gồm các nước Scandinavia. Trong số quân đoàn 101, có các đơn vị bộ binh thuộc Trung đoàn Bộ binh 187 của sư đoàn, được gọi là Raskasas. Martin O'Donnell, người phát ngôn của quân đội Hoa Kỳ tại châu Âu, cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi mong đợi sự trở lại của sư đoàn dù số 82 trở lại lục địa và đến điểm hẹn với định mệnh. Tiếp theo của Krakasan sau sự triển khai liên tiếp của hai đội chiến đấu lữ đoàn bộ binh khác thuộc sư đoàn của họ. Lữ đoàn thuộc sư đoàn dù 101 sẽ thay thế đội chiến đấu lữ đoàn bộ binh số 1 của sư đoàn. Một thông cáo báo chí của quân đội cho biết, sư đoàn dù 82 sẽ thay thế một đơn vị tương tự từ sư đoàn miền núi số 10. Nhìn chung, cấp độ lực lượng của Mỹ ở châu Âu đã dao động trong khoảng từ 80.000 đến 105.000 trong hai năm qua, tùy thuộc vào các cuộc tập trận quân sự cũng như sự đến và đi của các đơn vị. Khoảng 85.000 quân Mỹ được điều động hoặc triển khai tới châu Âu, tăng khoảng 20.000 quân trên lục địa này kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Khoảng 4.500 binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 3 của quân đội đã bắt đầu triển khai từ đầu tháng này tới Ba Lan, Latvia, Lithuania và Estonia. Ngay cả với sự gia tăng sau cuộc xâm lược, số lượng quân nhân Mỹ trên lục địa này vẫn thấp hơn nhiều so với mức lực lượng vào cuối chiến tranh lạnh, khi có khoảng 300.000 lính Mỹ đồn trú ở châu Âu. Ivana Streiner, chuyên gia về Nga của Quỹ bảo vệ các nền dân chủ ở Washington, DC cho biết ngoài việc tiến hành chiến tranh ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để thúc đẩy xung đột ở những nơi khác ở châu Âu, chẳng hạn như ở Moldova và Kosovo. Stratner nói với TASS và mục đích rằng mục tiêu của Putin là tiếp tục thử thách các ranh giới đỏ của NATO để khiến liên minh này trông giống như một con hổ giấy. Bà nói, quyết định duy trì lực lượng ở châu Âu của quân đội Mỹ là sự thể hiện quyết tâm của phương Tây trong bối cảnh sự ủng hộ chính trị dành cho Ukraine ở Mỹ và châu Âu đang suy giảm. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.